Thứ hai, con bị con chửi, nhưng con cứ làm ô xin cho nó, con bỏ đi không được, vậy con mắc nợ phải không? Cái này sư không biết. Đôi khi là do cái ái chứ đừng có đổ thừa nha. Do cái ái cho nên quý vị không có bỏ đi được, rồi quý vị đổ thừa mắc nợ. Xin thưa, nếu mà nói kiểu đó là Đức Thế Tôn Ngài không bao giờ khi còn là Bồ Tát mà Ngài đi xuất gia được. Tại lấy vợ mắc nợ, có con mắc nợ đó, rồi cha mẹ chưa chết thì lo cha mẹ mắc nợ, đất nước cần người lên làm vua mà mình không có đi được, mình mắc nợ. Bồ Tát không bao giờ viện những lý do đó, mà Ngài thấy rõ cái thật sự, cái bản chất mà nó lôi kéo mình là tham ái, chứ đừng có đổ thừa cho nghiệp nghe. Nhiều bà mà bị chồng nó đánh lên bờ xuống ruộng mà không chịu bỏ, đổ thừa cho nghiệp, kêu là mắc nợ, thực tế là do tham ái. Do cái tham ái thành ra quý vị không có bỏ. Chứ còn nghiệp thì cũng có đó, nhưng mà cái mấu chốt ở trong đó là cái do cái tham ái. Khi quý vị không còn tham ái nữa thì tự nhiên quý vị bỏ được. Hoặc là khi quý vị thấy rõ điều đó thì quý vị bỏ được.